Hello, xin chào mừng các bạn đến kênh Ngọc Bắc Vlog của mình ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên, xin thành cảm ơn các bạn đã dành chút ít thời gian click và xem video tiếp theo của mình. Thì chia sẻ các bạn, hôm nay là thứ tư, ngày 21 tháng 4 năm 2021 các bạn. Đó thì chương trình này sáng nay là mình đi trở vải cho vợ trước. Đó, đi dậy sớm các bạn, hồi 4 giờ thôi, mình đã đi trở vải rồi. Về cho vợ mình bán đó, rồi bây giờ mình mới đi mua bò. Thì ngày nay thì điện nhiều lắm các bạn, nhưng mà không biết là có mua được hay không đây. Nói chung là ngày nay là điện 3B chắc cũng gần 300 con các bạn, nhưng mà không biết thì giờ mình đi thử thử được giờ tới chiều thử được con gì vậy thì mình làm video bạn xem đó, báo giá chi tiết luôn. Mà nếu mà không được con vị gì vậy thì đi về đó, thì đi mua bò này đi hên xui lắm các bạn, tại vì nay bò bán thì nhiều mà giá cả thì nói chung là cũng còn chênh lệch nhiều lắm các bạn. Bò thì thị trường này đang sốt nên là giá nó hơi cao một xíu. À, nhưng mà mình cũng phải đi đó, thì bán thì mình phải đi đi thử có mua được cái gì không thì về báo giá cho các bạn tham khảo. Rồi thì bắt đầu vào nội dung chính của mình, cái cuộc hành trình ngày nay mình đi chợ vải với lại là đi mua bò nhé các bạn. Rồi thì sáng nay mình đi hai giải đó, phải cho vải các bạn cho vợ đó, thì sáng giờ cũng được 3 4 thùng rồi đó, giờ đâu chú cũng lo đồng hái nữa là một đầu ký đó, chắc được nem nem 60 kg vậy. Bây giờ là chưa chín lắm các bạn, còn có 2 ngày nữa chín điều coi hết là mới lên hái được đó, giờ tay con xanh âm hết đó, là giải không có thuốc này, hái tại vườn luôn đó, vải không rồi, chỗ nào cũng vải hết rồi. Chú về nuôi một con bò cái có nghe mà bán không. Hồi giờ không có biết mình mua bò nên chú không có gì đấy, bán cho mấy ông buôn ở gần gần cái này sim sim nhưng mà cũng to tàn, nói là chú mới bán con nghĩ là 28 triệu nghe cái dày như mẹ đọc bò đấy. Chú chỉ nuôi có một bò cái thôi, cho anh cỏ với rôm với cây chuối bằm này, này các bạn, một mình đứng một chuồng. Bò mẹ này nó cao 1m45, xây tích nghiêm chỉnh màu trắng nhưng mà to tạng. Ui, dài các bạn nhìn mới bánh sữa của người đấy. Con nghĩ thì bán 28 triệu mà con mẹ bánh sữa với con này thì chú mới bán được có mấy ngày các bạn, 4 5 ngày mẹ tốt sữa quá. Ui nhìn nó đã đẹp, đều là đánh màu trắng hay đánh màu đỏ nó khéo đó. Ngồi bánh sữa các bạn, tách con được 5 ngày rồi mẹ bánh sữa con tổ mẹ này thì còn tơ, mới đẻ con thứ ba thôi, được cái tông tạng to dày bò này mà nhìn. Wow, cao 1m45, chân cánh to dày bò mập hiền nhìn nhìn lưng nó coi như tầm thớt rồi. Sáng nay chương trình thì đi chợ vải cho vợ về đi mua bò đó, dậy hồi 4 giờ sáng các bạn đi hai vải, hai chú cũng đang hái tông đen đen các bạn đó. Ngày nay bắt được một con nghĩa được 3B đây các bạn, đó 3B phối nghĩa này thì cao khoảng 1m5 chân cành á, chỉ có lò tán bụng bụng đó, không có lò đuôi, mông đuôi đây nghe tốt nghĩ cao dài đó. Dày bò hiền dạng bò bú rồi dài đây đó, dài hở hiền dài thôi, dài hở hơn 1 gang cao dài. Đó. Phát lạc giống dạng nghe tốt nghĩ mập mạp bỏ bú rồi không còn bú nữa, mẹ hiền dạng bỏ này nuôi rồi tách sữa nuôi rồi không có cốp nữa, như con nghe mà còn bú về là cốp mà nghe này tách sữa rồi. Qua chi tiết nghĩ cho các bạn tham khảo. Rồi thì con nghĩ này báo giá công khai là 24 triệu 500,
Bà về được. Rồi các bạn, đó ngày nay mình về nói chung là 7 con. Thì nói chung con nào cũng siêu phẩm hết các bạn. À, nói chung là có hai con sâu là lớn. Rồi cái bông này là trọng trọng. Đó. Rồi tiếp tới con đỏ này với con đen kia. Đó, con này là nhỏ nhất. Đó là tổng thể ngày nay về được là 7 con. Đó thì nói chung là cái lô nghé này thì nó đẹp đều hết các bạn. Đó, dần dai từ dai tới đuôi. Đây, để nói chung giờ mình quay mình quay sơ sơ dần dai trước từng con cho bạn xem. Đó, cái bông này. Đó, các bạn nhìn dần dai thì nói chung bò mình lựa những con nghé thật tốt các bạn. Đó, để về cho các bạn nuôi vừa béo. Ví dụ mà mai mốt các bạn có bán thịt nữa thì nó cũng được cao giá. Đó, ví dụ dần dai nó vô thịt nhiều thì giá nó sẽ cao. Đó, còn ví dụ mà có đuôi mà không có dai đó, thì sau này dần dai nó ít các bạn, là thịt nó cũng ít. Đó, thì giờ mình quay cho các bạn tham khảo trước từng con đấy. Dai thì nói chung là con nào mình lựa dần dai cũng phải hơn 1 gram mình mới mua các bạn đó. À, quay chi tiết từng con các bạn xem đó. Dần dai nói chung là nó đẹp đều hết các bạn đó, đều riêng như nhau hết. Đó, cái lô 7 con này thì nói chung là nó tốt đều riêng luôn đấy. Đây hai con lớn này các bạn đó, dài con nào cũng nói là cũng như cái banh hết rồi các bạn, dài hửa hơn 1 gram hết đó. Rồi nó tổng quan là dàn dài trước thì bò này thì mệt mệt cục hết, bò này dao động tháng thì cỡ khoảng 7 tháng đổ lại đó, có con này hơi dài tháng một xíu đó, con này lớn hơi dài tháng một xíu, nó có sừng xíu đó, còn bao nhiêu là cái cỡ hàng 6 tháng rưỡi rồi đổ lại thôi các bạn, 6 tháng đó. Nói chung là nghe thì nó đẹp điều riêng như nhau hết các bạn. Cái lô này thì nói chung là ai nuôi cái lô nghe này thì không có đường chờ rồi các bạn, đẹp từ từ đầu tới chân hết, chân cẳng này con nào cũng to hết đó. Thì bò này mình đang đứng trên xe các bạn, thì mình quay thì các bạn cũng tham khảo cũng cũng nói thôi, có gì rồi sáng mai mình về mình quay chi tiết lại từng con các bạn xem. Đó bây giờ bắt đầu mình quay mông đùi đây đấy. Con nào nói chung mông đùi cũng phù phơ hết, không có con nào mà lép ép hết đó. Mình lựa 7 con nghé này là nói chung là hầu giờ là chưa có cái xe nào mà như xe này các bạn. Thì thường thường mấy bữa trước là cũng có một một chọt một con hai con xấu xấu vào đấy, nhưng mà cái lô này thì nó đẹp điều riêng hết đấy. Mông đùi con nào cũng nói cũng phù phơ hết. Này có hai con này là hai con lớn nhất này đó, hai con này cũng quy về hàng muốn lớn lớn rồi các bạn đấy, to bò rồi, xác to lắm này, các bạn nhìn dần dai dần lưng này đó, điều riêng luôn. Nói chung lô nghé này là không có chơi được con nào hết rồi đó, đẹp bò dày bò mập, con nào cũng như con nói nó điều, nói chung là dai hở đùi phải banh đó, khéo khéo nghe từng con luôn á, quay chi tiết từng con cho bạn xem. Thì có gì là bò này thì sáng mai mình về mình quay chú xem, mình quay lại chi tiết từng con cho bạn xem. Đó bây giờ thì mình cũng tranh thủ mình làm cái video sơ sơ thôi đó, ai có nhu cầu nuôi bò béo thì về mình. Nói chung là con nào dai đùi cũng tốt hết các bạn, lộn nghe nó đẹp đều luôn á, đều riêng như nhau luôn, cực kỳ khéo. Bò này thì mình đang đứng trên xe nha các bạn coi cũng thông cảm nhé, không phải là mình quay muốn quay như vậy đâu, mà ý là muốn mình xuống đất mình quay cho nó rõ ràng từng con cho bạn tham khảo đó. Nhưng mà giờ thì nhật đứng trên xe thì trời cũng 4-5 giờ chiều rồi các bạn đó, mình cũng tranh thủ mình quay chi tiết sơ sơ cho các bạn xem đó. Thì trong này có 5 con lớn với lại một con nó cũng em một xíu đó, có hai con này là lớn nhất, con này lớn nhất là các bạn đó, con đứng ngoài cùng này lớn nhất đó, còn nói chung là đẹp điều điều hết, nghe thì khéo điều riêng hết, còn bò phối 100% hết 7 con. Lô nghe này thì không có chơi điểm nào hết rồi các bạn. Đó. Tại vì trong đấy nó có 1 2 4 5 con lớn rồi các bạn. Đó. Mấy con này thì quá lớn rồi. Đó. Đứng riêng một mình nó thì giá cao. Đó, nhưng mà mình bán xa cả thì giá là 26 triệu 200. Đó, tổng thể là lô bò 7 con này. Nói chung là bò đẹp điều, không có chơi con nào hết. Điều riêng như nhau hết. Đó. Con nào cũng tròn dinh hết. Rồi các bạn, đó thì bây giờ mình báo giá chi tiết từng con. Đó thì giờ bò này thì đứng trên xe, mà cái xe mình thì đứng dưới đất thì quay thì chỉ thấy được một con lớn thôi các bạn. Còn mấy con trong này không thấy được nên mình phải ngồi trên cao để mình quay xuống cho các bạn xem. Đó, thì cái kẹp cái này các bạn. Đó, hai con này, con xém mép này, một con đen với một con đen bông. Đó, bắt đầu đen đồ bông này, đó, hai con này. Đó, kẹp này thì xa cả là 245 nha các bạn. Đó, hai con giá 24 năm đó, cái con đang thì lòng méo đây đứng sát bên này đó, giá 25 triệu 500 đó, con đỏ đỏ đấy là giá 25 triệu 500, còn con bông đứng cờ tiếp theo con đỏ đó là giá 27 triệu đó, còn cái con bông trong cùng kia là giá 28 năm đó, còn con đen này
à, giá 28 triệu. Con đèn lớn này. À, còn con này giá 29 triệu. Đó, đây mình báo giá chi tiết từng con cho bạn tham khảo. Con này cao dài nhất, giá cao nhất 29 triệu. Đó, giờ thì mình báo giá lại một lần nữa nha các bạn, cho các bạn tham khảo. Đó, cái kẹp con đen với con đen bông này. Đó, kẹp này là 49 triệu, là sai cả là 245 một con rồi các bạn. Đó, con đỏ đỏ đây, đứng sáng bên đằng cây lồng méo đây. Đó, giá 25 triệu. Giá 25 triệu 500. Đó, con bông này kế tiếp, đó, giá 27 triệu. Con bông trong cùng giờ là giá 28 triệu. Đó, còn ông đen này là giá 28 triệu. Đó, còn ông lớn nhất này giá 29 triệu. Đấy. Tổng quan là như thế. Thì bò này nếu mình bán, đó, nếu các bạn mà cầm hết nguyên cái lô bò 7 con này, đó, thì mình báo giá công khai là xa cả là 26 triệu 500. Đó, xa cả hết 7 con này, có lớn có nhỏ có, mà trong đó thì có 3 4 5 con lớn bạn, chỉ có 2 con nhỏ này 24 5 thôi. Còn lô này là lô lớn. Anh em con này lớn, từ tính từ con đỏ đây với 2 con bông này với 2 con đen này. Đó. Là xa cả là 26 triệu 500. Nó có lô bò như thế này. Nói chung bò tốt lắm các bạn, đẹp bò. Rồi các bạn, đó thì anh em biết được tổng thể 7 con gà đực 3B đó. Thì sáng mai mình làm video lại chi tiết từng con cho các bạn xem. Thì nói chung cái lô nghe này thì nói chung là nó đẹp điều hết các bạn. 7 con là đẹp điều hết 7 con. Nó nghe tốt, ú bò, dài đùi tốt. Không có con nào xây hết. Thường thường là thường mình về một lô bò thì cũng có một hai con xây xây. Nhưng mà nói chung cái lô này là nó điều riêng hết. Nói chung là 7 con là đẹp như nhau hết. Đó thì dài con nào cũng hơn một gạt, đùi phải banh. Đó mình mới mua, nghe tốt mình mới mua. Tà nó mắc một xíu. Nhưng mà tương lai các bạn về đếp thịt sau này sẽ có tiền nhiều. Đó phải lên 50-70 mới có giá trị. Để còn ví dụ các bạn muốn mua loại đùi có mà dài không có. Đó thì đếp lên thì dù lém thì cỡ hàng 4 máy thôi các bạn, không tới 50. Đó thì lô nghé này mình đã báo giá chi tiết từng con. Thì ngày mai bắt đầu mình làm chi tiết lại một bài hết 7 con này cho các bạn tham khảo. Quay chi tiết luôn từng con luôn. Do để rồi đứng trên xe này thì qua trên lưng qua xuống này các bạn không có hình dung được con bò. Rồi nói chung thì cái video của mình cũng tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Bye các bạn.